Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ ra ngoài sân mình hái rau để một chút xíu sau nữa mình sẽ ăn nem nướng. Ngày hôm nay mình sẽ cùng tất cả mọi người ăn nem nướng nha các bạn. Rồi, bây giờ mời mọi người cùng đi hái rau với mình nha. Các bạn thì mình sẽ hái luôn cái rau răm này luôn vô ăn đó. Đó, thấy chưa? Hơi già mà càng già càng thơm, rau răm thì càng già càng thơm nha mọi người. Hái cho nó bung ra. Nhiêu đây rồi. Ồ trời, không, lũi của em nó già quá, nó cằn hết rồi mọi người ơi. Mấy bữa không có ăn cái gì á, không có làm gì để ăn, cái không có ăn, bữa nay nó già trơn rồi, uổng quá. Phải cắt nó mới ra. Rau răm luôn các bạn. Mà mưa à, bây giờ trời nó sụp chiều rồi, bắt đầu muỗi nó ra mọi người ơi. Tranh thủ cắt nhanh nhanh đi vô. Để muỗi nó chích. Muỗi chích, muỗi chích. Nó giống như con trai em nói vậy đó. Muỗi chích. Mấy cái cây rau răm quá trời tốt, lên cao quá. Ra giáp cá cái này nó không có được tốt mọi người, nó hơi èo uột. Các bạn, bây giờ mình thu hoạch được nhiêu đây nè mọi người. Đó, bây giờ mình có thu hoạch thêm một ít hành nữa. Chút nữa có thể là, một là có thể làm hành phi, hai là cất bỏ vào tủ mà nay mai gì ăn bỏ vô ăn. Các bạn ha. Rồi bây giờ đổ ra rửa. Trước tiên là mình sẽ rửa hành trước cho các bạn nhìn đã. Có bẻ thêm hai trái ớt sừng trâu. Hai trái ớt này để hồi làm nước mắm. Còn ở đây nó không biết dẫn đây anh ra anh kêu nó cũng như nhau, và nước mắm kêu ngọt à, còn nước mắm mà của người miền Tây mình là ăn mắm chua ngọt. Đây nó đem kêu cho có lợi cái nhận thức như thế mà anh ơi. Hành nem nướng miền Tây của mình thì có hành phi. Hành phi làm giống như bún nem nướng vậy đó. Còn nem nướng kia thì họ cuốn vô cái họ chấm. Còn nem nướng miền Tây mình thì làm thành một tô bún. Tô bún ăn với đồ chua. Bây giờ chờ cây về, cây xương que về với
cái than về nữa là bắt lên nướng, dắt cục nướng thôi. Xin chào cả nhà, bây giờ ngày hôm nay mình sẽ làm cái bịch nem nướng. Hôm qua thấy trên YouTube người ta ăn nem nướng ngon quá, cái mình nhớ trong tủ lạnh mình có mua hai bịch nem nướng như thế này, thì mình sẽ đem ra và mình làm nem nướng ăn các bạn. Cái chỗ này mình làm nó lủng chút xíu vậy mà nó bị hơi trắng trắng chỗ này các bạn. Đó, nem nướng này họ làm sẵn rồi mọi người, chỉ cần dắt vô cái que và nướng thôi. Rồi, mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ra. Đúng rồi chị, tôi mua cái than nó mắc đúng rồi. Mình có một cái chén muối nè các bạn. Chén nước muối để mình bóp cho nó đừng có dính tay á. Thơm lắm các bạn ơi, cái thịt này họ ướp rồi thơm. Rồi, xong luôn rồi. Cái gì vậy? Anh vô đẩy anh không cho anh vô đẩy ra tuốt hoài luôn. Dạ, đuổi hả? Nó ra nó đẩy luôn. Nó đuổi ra. Tại vì nó sợ là mình vô chổng á là cô Lon sẽ đi ra ngoài. Nó muốn chơi với cô Lon chứ nó không thèm chơi với mình. Các bạn á, đừng có tham mà dắt dày quá nha mọi người. Các bạn dắt dày quá là nó sẽ bị nướng nó bị khô thịt đó. Đó, rồi nha. Rồi mình sẽ làm hết cái đống này nha các bạn. Đầu bếp đang phụ quấn bánh tráng. Đây là trứng gà. Vì mình bỏ thêm một muỗng bột năng nữa các bạn, để cho nó giòn hơn, với chút xíu giấm nữa, nước rồi nước nữa để cho nó giòn cái bánh hơn các bạn. Bây giờ cuốn được một mớ rồi nè mọi người đó. Hai các bạn, anh em của mình đã xong rồi mọi người, nhưng mà cái này họ bỏ đường hơi nhiều cho nên nó bị khét các bạn ơi. Nướng là ngồi chở liên tục đó mà vẫn khét, sao mau ghẻ lỡ không mà thôi kệ. Đây, mình sẽ ăn với nước mắm nha các bạn. Rau nè mọi người. Đó, đủ loại rau luôn. Và thiếu xà lách cho nên mình mua thêm xà lách. Đây là dưa leo, đó. Còn đây là dưa chua. Hello, xin chào cả nhà. Ở nhà sau này thì hơi tối, thì vẫn là khung cảnh quen thuộc. Ngồi phía sau ăn với tất cả mọi người, mời tất cả mọi người ăn nha. Nem nướng bị khê với Minh nha. Thì bữa nay là chị em mình chơi live giữa Phan Thiết và Sóc Trăng. Sóc Trăng là ăn nước mắm, còn Phan Thiết là ăn với cái gì, tương hả? Còn Sóc Trăng là ăn với nước mắm. Rồi nhà mình là đạo cuốn. Nè, tôi ăn là nó ăn với gì nữa? Thịt băm. Thấy với gan á. Còn miền Tây mình á thì phải ăn với bún. Bún xong rồi rau. Bún. Ôi chàng đét ơi. Có bún mà quên. Nhắc bún. Các bạn biết không, hai chị em luộc bún rồi. Xong rồi lên bàn ăn, bắt đầu ngồi giới thiệu với mọi người mới nhớ là bún. Bây giờ đi kiếm bún. Hết nói. Cháu bún rồi đàng hoàng lắm. Một người thì 30 mấy, một người thì mới bước qua 30, một người thì 6 mấy mà lẫn như nhau. Đó, chỉnh chu đàng hoàng nè các bạn, coi nè, bún. Ấy da nó. Bún nè, đó có bún đầy đủ ha. Mà quên. Hai bố con giống như nó lộn. Giống như phiên chợ cá vậy, thịt phiên chợ cá. Hồi chiều lạng một dòng ở ngoài vườn, tính là không có rau mà tôi cùng ra rỉ rỉ họ cũng được một mớ rổ luôn, quá trời luôn. Mỗi thứ một chút, cái này ăn cho tới xanh ruột luôn. Là ăn rau xanh ruột đó, là câu của mẹ chị nói đó.
kêu bà ăn rau của bà nó xanh ruột. Không thích thì nó xanh ruột. À, thích kêu bà nó xanh ruột. Lá tía tô nè. Lá tía tô mà bữa nay không ăn cái nó già, nó trổ bông. Mình ăn cái hái cây một tí thôi. Không. Hỏi đằng sau không mà đủ hết chỗ rồi. Dạ đúng rồi, ở đằng sau không là hết chỗ rồi. Còn bún nữa. Bánh cá thì dẻo dữ ha. Dạ. Bỏ bột năng dữ lắm á. Dạ, bỏ bột năng nhiều là dẻo dữ lắm. Ngon. Cái em này nó sẽ kéo. Ăn mà không ổn định chỗ ngồi cứ chạy lăn xăng lăn xăng. Nè các bạn, đó cắt ra vậy nè. Cuốn là dưa một cái luôn. Món này ăn rất là ngon. Thè thè chứ không có chơi. Dạ, thè thè thôi ha. Bởi vì nãy em thử rồi, em thấy nó thè thè là. Em thấy nó, em nói vậy là chị ăn được. Cái kiểu mà cay hổn thì chị ăn không được. Nó ớt cay không? Không, thè thè là ngon lắm. Thè thè là rất. Vậy là nó lai được chút xíu. Nó giống năm rồi á, năm rồi cũng thè thè vậy. Trời, nó dẻo quá trời dẻo luôn. Nè, nó dính nè. Ngon. Chắc chắn bể bánh. Em phải công nhận là có này vô nó giòn. Chị sợ bướm mà. Dạ là giống vậy, vậy chị mới kêu đó. À, sao chị giống hành nên đi gặp bướm lại kêu nó vô liền. Ba kiểu này sao bắt nó được. Đâu rồi? Ok rồi. Dưới cùng gạo á. Bánh của mình nó bị dính nước, hồi nào mà dính vô người. Em, đâu? Nãy em bỏ bên đây, không bỏ, em bỏ ở đây. Đây rồi. Cái này chị đâu biết chấm gì vậy? Chấm tương. Tương, mà chị nói. Ừ. Chị nói pha tương mà có bỏ không biết nãy vô nữa ngon. Không, ngồi thịt rồi lại nêm là nó mới ngon chị. Ừ, đúng rồi, lại có thịt. Cái này em nghĩ là em rồi. Nên cho vô luôn. Không, cái này em phải có thịt nhồi vô nữa. Dạ. Hôm nay là mình ăn sang rồi, mình không có độn. Cái đúng ra nó làm là nó có nhồi thịt. Em tưởng là làm xong hết rồi. Không có. Nó chỉ là chả thôi. Bởi vì các bạn mới nướng nó bị xét. Mình phải nhờ. Bởi sáng chị có hỏi em là nhà em có thịt bằm không đó. Em nói em có. Chị tưởng là em trộn vô rồi. Em thì nướng thịt bằm. Chị hỏi để chị làm cái nước sốt. Nước sốt cũng có nhưng mà ăn chút mà. Nước sốt chị ăn chút mà. Còn thịt là trộn vô này đó, coi như gần như là nửa này nửa kia á. Rút kinh nghiệm lần sau. Điểm đỡ dốc cá. Ừ. Còn chưa bẻ đỡ cá nữa. Vậy đó, mà chừng tới mình ăn mình kiếm ra, còn cái người mà không ăn được sẽ bị đụng. Mình ăn được mình kiếm ra. Gạo này bữa nay cũng tốt quá trời luôn, gam bẻ hết để thôi nó già. Nhờ mấy bữa mưa đó. Nhưng mà mấy hôm nay mình đâu ăn rau găm đâu. Đâu ăn gì rau găm đâu. Cho nên nó bị lên cao á, dược quá. Răm mẹ nấu canh cà chua. Giờ có rau răm biết gì ăn, kiếm đồ nấu canh cà chua. Gà á chị luôn. Gà nấu rau răm. Gà nấu rau răm mà. Em thấy em nghe tao nói là gà nấu canh chua rau găm gì đó. Nhớ là măng phải không? Nấu măng cũng được. Nấu bún măng vịt. Ủa bún măng gà. Mình không có măng vịt, mình lấy gà mà nấu bún măng gà.
mình muốn ăn cái đó mình để đi mua măng nha. Mua măng khô á, loại nửa khô nửa tươi á. Hôm bữa em có mua mà không biết em mua cái gì, không biết măng hay là sắm ống hay gì nữa. Ở công nhận em ăn kẹp cái gì cũng ngon quá. Nó giòn ha. Ừ. Dạ. Sao ta cái lửa sao chị chiên sao mà nó bồng vậy em biết. Mở lửa nhỏ quá trời luôn á. Này nó cũng bị. Dạ. Nó là cái chảo đó, nó nóng dữ. Chảo gan. Dạ. Nè bỏ ra nè, trời cho cá nhóc cái chân này chị đi kiếm gì. Vì bà bữa chị em muốn cho bà chị nói gì ơi. Cái này là đồ cuốn. Em không biết con đem cho sao đủ. Cho gì nữa. Không biết đem sao cho đủ. Em thấy con âm này nè, em nhớ tới hộp vịt lộn. Mê vịt lộn lắm. Em thì mê rau găm nè. Ăn cơm được đó, em cũng thích ăn rau găm. Mà ăn nhiều quá nó lỡ miệng. Rau răm hả? Dạ. Em ăn nhiều bị lỡ miệng. Ngộ vậy? Nóng. Nó răm nóng hả? Dạ. Chị ăn nhiều. Cái này mà chị ăn nhiều thì chị sẽ thay á, chứ biết gì. Rau găm này mà chị mấy bà ngày xưa đó, mấy bà phá thai đó. Mấy bà rau răm này bà mua một bó vậy mà lặt ra, bắt đầu xây sinh tố, bắt làm cốc thì nó quất vô một cái đó, ra liền. Nhẹ hả? Dạ. Cái đu đủ non á chị. Đu đủ non như chứ hộp rồi. Mà em ơi, chị thấy con cậu con thẩn nó thảy. Con ma con quỷ nó không thảy. Nó cứng đầu nó ma quỷ. Chị nói thiệt mà. Ừ. Hồi ở bên trại đó, mấy cô bị tuổi thái nó hãm á. Dạ. Uống khỏe phá thai luôn á, mà không ra đó. Khỏe như trâu đúng không? Hả? Nó không ra luôn, uống thuốc phá thai luôn á. À. Tại cao quỷ nó cho mà. Ừ. Cao quỷ nó cho thuốc uống mà. Ừ. Ma quỷ nó không ra luôn. Ừ. Còn con của mình khi giữ thấy mẹ nó cũng ra nữa. Thì nó cầu khẩn cho nó khỏe mạnh, để đại đây nè. Còn con ma con quỷ nó ở hoài nó không đi. Cuối cùng mấy ông cha mang mấy lời mới canh bé cô đó đó. Yeah. Mấy ông nó đẻ ra bị đưa chồng người ta bỏ chửi không có cho phá thai đó. Cuốn thứ hai nha mọi người, có cuốn u quay mập lù ăn hả, thật quát mạng mọi thứ một chút mà nó u quay mập lù. Bởi vì ở ngoài chợ mình thấy nó cuốn thong thong thong, ở trong đâu có gì đâu. Mà mọi người cho thêm lần nữa nè. Em biết cái thuốc phá thai là cái thuốc mà người sốt rét á. Yeah. Cái thuốc trị sốt rét đó là cái thuốc đó uống vô là đi tuốt mà nó không đi. Ừ. Ma quỷ nó không đi đâu. Mày biết không, uống thuốc phá thai mà uống không đi dần nữa đứa đó để ăn bị phục. Bị phục cùng cờ sờ hay là bị biến chứng này kia á chị. Nó được bình thường, nó không đi. Mấy cha tội, mấy cha lên, mấy cha năng nữ. Mấy cha nói, cái xanh gì, như cho mấy cha nữ. Tại thiệt sự đó ai muốn nuôi cái đồ quỷ đó. Ừ. Quan nghiệp. Ừ. Ví dụ như người yêu của mình rồi, ha, chồng của mình rồi, nó ngoại tình, nó đi với con khác thì nhiều khi nó bỏ mình còn gán nuôi đúng không? Đó là mình tạo ra nó. Ừ. Còn này ma quỷ nó tạo ra. Ừ. Cái dòng giống đó mà nó lớn lên hả, nó không nhiều sữa, nó cũng giống cha nữa. Ừ. Thôi manh ba đá, còn không thì... Trời ơi, em coi, nó hãm cái vụ đó, ông nội mình cũng biết thằng bé đó con ai. Ừ. Nó hãm rồi, nó hãm hội đồng. Tập thể.
nó xài tiền nha. Bởi vì á, nó sẽ có nhiều người á, họ bị gì á thì đâu xem để song thai hoặc là ba đứa nữa, là ba đứa khác nhau. Giống như mỗi một đứa là một trứng gì đó, mỗi tinh trùng khác nhau. Có trường hợp đó chị đâu? Có chứ. Có trường hợp kiểu là một người mà đẻ ra hai dòng máu. Mà hầu như tuần nào chị em mình cũng ăn cái gỏi cuốn hoặc là cái gì cuốn cuốn đó. Đúng không? À, gì cá nướng. Cá nướng cũng ăn với gạo cuốn. Chú ơi, thằng cô Tí làm chị hết hồn luôn á. Ở súc rồi hả? Ủa thì mệt mà em thấy người đâu hết. Em thì em nhìn trên với nhìn dưới. Nhìn trên là nếu như phải là chú Vi, còn nhìn dưới là hai gì. Trời đất ơi. Kêu ba đi. Nè, có cái cuốn này nhìn coi đẹp đẹp chút mà. Có cuốn này nhìn coi đẹp đẹp chút mà mọi người. Con ăn nữa không con? Nè, ăn nữa rồi. Nè. Yeah. Nãy nó ăn 2 cây rồi. Tay mà thịt không á, là nó lâu á. Bể rồi. Nhai cái bánh trắng. Giòn, đúng 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 đúng. Đi vô coi cá của ba nè. Đổ nguyên sao nước không phòng rồi á. Khi đổ nước phòng ướt nhẹp á. Cá chết rồi hả? Cầm nước là gọi nguyên hết á. Nó nói là cá chết. Cá vẫn còn sống, mà cá nó bị chậm lại. Cá chết, nó đòi ăn được rồi. Nó muốn đòi nữa, muốn đòi con khác á. Ốm cao quá. Chị nhìn chị muốn write viết lại cái comment rồi. Cao là nhờ đứng gần người lùn nhất. Để đứng ngay mẹ chị. Ba Gia là lùn nhất trong nhà. Đứng gần người lùn nhất, còn người cao nhất thì ngồi ghế rồi. Thấy chưa? Có giá dữ. Bắt người lùn, cái người cao nhất đó là bác tư của chị, đó là anh thứ tư của ông già, ổng cao lắm. Trong mấy anh em là ổng cao lắm, ổng cao nhất. Thì ra ổng ngồi mẹ nó xuống ghế rồi. Thì nó đứng mà nó đứng kế bên mẹ chị, mà mẹ chị là chưa tới thước 50. Chưa thấy nó 10 bạn thước năm thước 48 hay 47 gì. Rồi. Thì nó cao là phải rồi. Tại vì cái thằng cao bắt nó ngồi á. Cái người cao nhất ngồi rồi. Chồng người cao. Mà đứng cái dòm cái nó biết liền ha. Chị tính dứt lại. Chị tính dứt lại mà cho nghĩ thôi kệ để cho nó nở lỗ mũi chút xíu. Rồi, xong rồi video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình, nhớ đừng quên bấm đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình. Và mình xin gửi lời chào tạm biệt thân ái đến tất cả mọi người đang xem video này. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye bye.